Chào các bạn đến với kênh Color Việt Tác chấm vn. Hôm nay Lửa Việt sẽ giới thiệu với khách hàng một sản phẩm, đó là chăn dập lửa. Cái size của chăn dập lửa nhà mình là 1m8 x 1m8. Công dụng của chăn dập lửa là khi có những đám cháy nhỏ, cái chăn này nó giống như cái mền này đó, kích thước là 1m8 x 1m8. Khi có những đám cháy nhỏ mà nó mới vừa chưa có lan rộng ra, mình có thể dùng cái chăn mình phủ qua cái đám cháy để mình ngăn nó cách biệt với cái oxy không khí đó, và nó làm nó tắt. Hoặc là những ai mà ở chung cư hoặc ở những cái nhà cao tầng đó, khi mà có cháy mà ví dụ cái đám cháy nó ngay trước cửa nhà mình luôn, mình không có cách nào mình ra được hết, trước cửa nhà mình nó là lửa và khói, thì mình có thể dùng cái chăn này mình quấn quanh người và mình đi ngang qua đám lửa. Tại vì nó là chăn, cái chăn này là chăn bằng sợi thủy tinh chống cháy, cho nên gần như là nó giúp mình đi ngang qua đám lửa và không bị bỏng. Mình có thể thoát ra khỏi cái chỗ đó và mình di chuyển ra cái nơi an toàn. Đây, cái thước rất là rộng. Khi có cháy, ví dụ phía trước mặt mình là cái bàn, nó đang là một đốm lửa đang cháy, thì mình có thể dùng bức khăn này rồi mắt mình lại nó dập được lửa luôn. Còn ví dụ trước cửa nhà mình là một đám cháy thì mình dùng bức khăn này sao ạ, trùm lại mình đi ngang qua đám lửa luôn. Mình di chuyển ra ngay cái nơi an toàn mà không hề bị bỏng. Do cái chăn này làm bằng chất liệu là phải sợi thủy tinh chống cháy, cho nên còn như rất là bền luôn. Chất liệu của nó là bền bỉ với lại thời gian. Nên khi mình mua cái này thì hàng sử dụng của nó có thể lên tới 10 năm hoặc là 15 năm rồi. Nếu khách hàng cần tư vấn cũng như báo giá về sản phẩm chăn dập lửa, đặc biệt với khách hàng mà mua sỉ á, có thể liên hệ với hotline là 0906688114 để được nhân viên tư vấn. Xin cảm ơn.